và nó có hai cách chuyển dập từ GB sang DXF. Thì hôm nay Quang Hà sẽ chia sẻ cho bạn cả hai phương pháp các bạn nhé. Thì các bạn cảm thấy cách nào tiện thì các bạn sẽ áp dụng. Ok không nào? Thì sau đó các bạn sẽ về đây, bạn xem ở trong cái download này, bạn thấy không nào? Đã có cái file .rule. Ok ha. Đây là file dập, đây là bảng bảng nhảy cỡ. Ok không nào? Thế thì các bạn cũng có thể gửi cho khách qua Gmail hay là Zalo gì đó, tùy các bạn nhé. Đấy, ví dụ Quang Hà sẽ gửi qua Zalo cho khách hàng, được không nào? Đấy, như vậy là khách hàng đã tải cả hai cái bảng cỡ và cái dập này về, và sau đó khách hàng sẽ mở thì nó sẽ không bị lỗi các bạn nhé. Xin chào các bạn. Ở bài này thì Quang Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn là chuyển dập từ GB sang đuôi DXF các bạn nhé. Vì đôi khi là khách hàng yêu cầu các bạn, hoặc là họ sử dụng phần mềm khác mà yêu cầu chúng ta phải chuyển qua DXF thì họ mới mở được, phải không nào? Tuy nhiên là cái cách mở dập có đuôi DXF thì Quang Hà đã hướng dẫn ở các video trước rồi. Các bạn có thể lên kênh của Quang Hà để các bạn xem nhé. Thì đây, ví dụ như là Quang Hà sẽ mở một cái mã hàng là TV001, phải không nào? Đây, Quang Hà sẽ nhập là TV001. Đây, mã hàng này. Và bây giờ khách hàng yêu cầu chúng ta chuyển qua DXF, phải không nào? Chỉ đơn giản là họ đang sử dụng phần mềm Optitech hay là Nexa hay là Gemini hay là những phần mềm khác chuyên ngành may, thì họ sẽ không mở trực tiếp được cái đuôi chấm zip của GB, phải không nào? Thì họ sẽ yêu cầu chúng ta chuyển qua cái đuôi DXF. Thì đây Quang Hà sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Quang Hà sẽ mở cái bộ dập từ cái này nhé. Đây, Quang Hà mở từ model nhé, vẫn mở open này, xong chọn button và mở ra quốc gia riêng. Đây, các bạn đưa dập xuống nhé, Quang Hà đưa xuống và xem. Đây là một mã hàng Bolo áp cổ trụ đầy đủ, bao gồm là một cái thân trước, thân sau và hai cái tay và cái trụ các bạn nhé, mà nó có đầy đủ các cỡ, đúng không nào? Đấy, và nó có hai cách chuyển dập từ GB sang DXF. Thì hôm nay Quang Hà sẽ chia sẻ cho bạn cả hai phương pháp các bạn nhé. Thì các bạn cảm thấy cách nào tiện thì các bạn sẽ áp dụng. Đây là cách đầu tiên, thì ngay tại cái button này thì các bạn chỉ cần vào file và các bạn sẽ chọn là export các bạn nhé, export này. Thì ở ngay cái cửa sổ ở bên phải này, cái user input này, thì các bạn sẽ lựa chọn là export model các bạn nhé. Thì ngay lập tức nó sẽ hiện cái cửa sổ này ra và các bạn sẽ bấm vào cái mã hàng nhé, TV001 này. Sau đó bạn sẽ bấm là OK. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cửa sổ export này. Thì các bạn có thể lựa chọn là chuyển cái file này ra nơi nào, ví dụ như là desktop hay là download gì đó. Thì ở đây cái này Quang Hà sẽ chuyển qua cái desktop cho các bạn nhé. Ví dụ đây, ở đây chưa có file để ghép được nào, đây là cái file của 01 của tròn rồi đấy. Thế thì ở đây Quang Hà sẽ chuyển này, Quang Hà sẽ lựa chọn là chuyển qua ra để ghép các bạn nhé. Còn ở cái shape add type này thì các bạn có thể lựa chọn là các bạn chọn là ASTM hoặc là AAMA. Thông thường thì ở đây mình luôn để ở ASTM các bạn nhé. Đây, và thêm một cái nữa các bạn cần lưu ý, đó là các bạn bấm vào cái cửa sổ option này, thì ở đây các bạn nhớ chọn là F1 Granite, tức là chọn hiển thị tất cả các cỡ các bạn nhé, thì nó mới đầy đủ các cỡ cho các bạn, không thì nó sẽ thiếu các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chọn là OK. Hơn nữa thì ở đây nó có thể cho các bạn lựa chọn cái đơn vị luôn nhé, đơn vị là inch hay là mét các bạn nhé. Chúng ta đang để ở đơn vị là mét nhé. Sau đó bạn chỉ cần bấm OK. Và bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần bấm vào save nhé. Đó, bạn chờ một chút thì nó hiện ra cửa sổ này. Thì các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn bấm vào cái model này để kiểm tra. Thì bạn thấy không nào, error là không có một lỗi nào nhé. Hoàn toàn OK phải không nào, không lỗi nhé. Không lỗi. Sau đó bạn đóng cửa sổ này lại, bạn bấm OK. Mình trở về màn hình cho các bạn này, bạn thấy không nào, đã có cái file là tv001.dxf phải không nào? Đấy. Thế còn cách mở này thì là Quang Hà đã hướng dẫn ở video trước, các bạn có thể vào kênh của Quang Hà các bạn xem nhé. Thế thì bây giờ các bạn đã có thể gửi cái file này cho người khác rồi phải không nào? Ví dụ như là mình sẽ gửi cho bạn Bảo ở đây. Bạn Bảo. Đây, mình bấm vào cái đây, chọn file. Và mình chọn ở desktop phải không nào?
tv001.df phải không nào? Đây bạn đã có cái tv01.df nhé. Đó thì đây cũng là cách gửi file cho khách hàng. Nếu như khách hàng yêu cầu các bạn gửi gửi mail thì các bạn cũng gửi tương tự nhé. Thông thường nếu khách hàng thì họ sẽ yêu cầu chúng ta là gửi gửi Gmail nhé. Ok, và trước khi sang cái phương pháp thứ hai thì ở đây các bạn có thể, nếu như bạn quan tâm đến các khóa học trực tiếp tại trung tâm thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên trên màn hình, hoặc là các bạn có thể quan tâm tới khóa online thì các bạn có thể bấm vào cái trình duyệt Google Chrome giúp Quang Hà nhé. Thì tại thanh tìm kiếm này các bạn bấm vào từ dạy thiết kế dập .vn các bạn nhé, sau đó bạn gõ enter thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cái trang của trung tâm. Và bước tiếp nữa thì các bạn đưa con trỏ chuột lên, bấm vào cái menu là các khóa học, nó sẽ hiện ra các danh mục là hàng nữ hay hàng nam hay là các khóa học trên máy tính các bạn nhé. Ví dụ bạn bấm vào các khóa học trên máy tính đó, bạn kéo xuống đây. Và nếu như bạn quan tâm đến khóa học jacket này đi đúng không, thì bạn có thể bấm vào cái thông tin khóa học. Và để được tư vấn kỹ hơn thì bạn có thể bấm trực tiếp liên hệ qua cái số 0865234168 các bạn nhé. Đó, hoặc kết bạn Zalo để bạn được tư vấn kỹ hơn. Đó. Ok, và ở trên này nó có các danh mục khóa học để cho các bạn lựa chọn theo đúng nhu cầu của các bạn nhé. Đấy, ví dụ như là jumpsuit hay là đầm thời trang các bạn nhé. Ok, chúng ta quay trở lại với cái phương pháp thứ hai. Đây là cách thứ hai. Và cách thứ hai thì các bạn bấm vào tại cái miền lưu trữ ấy nhé. Tại trong Acomac cái miền lưu trữ thì các bạn bấm vào process. Tiếp tục nữa thì bạn di chuyển con trỏ chuột tới cái data convert này nhé. Bấm đúp chuột vào nó. Bạn thấy không nào? Thì nó sẽ hiện cái cửa sổ Adblock lên nhá, Adblock form Acomac này. Thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta đang xuất thì các bạn bấm vào Adblock nhé. Và cái file thai này, ở cột này thì bạn bấm mũi tên, bạn mở rộng ra và bạn chọn là ASTM hoặc là AAMA.DX phải không nào? Hai cái đều được các bạn nhé. Thông thường mình chọn là ASTM đó. Còn cái storage này tức là cái miền chứa cái file của bạn muốn xuất ấy, thì bạn bấm vào đây. Thì cái miền của chúng ta là TV001 phải không nào? Thì bạn kéo này xuống, kéo tới và bạn chọn tới cái miền TV001 được chưa? Sau đó bạn bấm Open. Còn tiếp theo này là cái bảng dấu bấm, bạn có thể gắn là lựa chọn được không nào? Lựa chọn đúng cái bảng dấu bấm của bạn nhé. Còn cái số file name này là cái tên bạn muốn xuất ra, hay còn gọi là cái mã hàng đấy, là TV001 của chúng ta phải không nào? Open. Còn ở đây là cái đường các bạn xuất ra đấy. Ở lúc nãy là chúng ta là Quang Hà đã để ở desktop rồi, mà bây giờ các bạn cũng để ở desktop thì nó sẽ bị trùng lặp phải không nào? Thì giả sử như Quang Hà sẽ kiểm tra ở cái download này chưa có gì phải không nào? Thì đây Quang Hà sẽ lựa chọn là xuất ra download nha. Còn đây là cái tên, khi các bạn hoàn thành nó sẽ có tên là tv001.df được chưa nào? Thế thì các bạn lựa chọn đầy đủ hết rồi thì các bạn chỉ cần bấm vào đây process on nha, bạn bấm vào đây và bạn chờ nó chạy hết cái này. Đấy, bạn thấy không nào? Sau đó bạn bấm vào đây ASTM, bấm vào đây và bấm vào cái model để kiểm tra mã hàng này không có lỗi gì phải không nào? Bạn bấm này, đóng cửa sổ nha. Thì bạn về cái download này, ngay lập tức đã có tv001.df đúng chưa nào? Tuy nhiên có một cái trường hợp nữa, nếu như khách hàng mở ra nó hay bị lỗi đó, lỗi các cỡ, và khách hàng yêu cầu chúng ta là phải gửi kèm cái bảng run cho khách hàng đúng không nào? Thì ở trong mã hàng của bạn này có cái bảng run này đúng không nào? Bảng nhảy cỡ đấy, bảng size đấy, ok ha. Thì các bạn cũng phải chuyển cái bảng này cho họ luôn. Thì chúng ta sẽ chuyển như sau nhé. Ngay tại bảng này này thì ở đây các bạn cũng mở rộng ra và các bạn đổi thành là ASTM-AMA run được chưa nào? Ok ha. Và cũng chọn đúng cái miền đó, ok ha, chọn đúng cái miền. Thì để chúng ta đã chọn đúng rồi phải không nào? Đấy. Thì ở đây này cũng bạn cũng chọn cái bảng bảng run đây được chưa? Bảng run của chúng ta nhá. Bạn chọn đúng cái bảng run này, sau đó bấm Open và các bạn cũng xuất quá download được không nào? Và cái tên hoàn thiện của các bạn thì nó sẽ có tên là tv001.run. Ok ha. Sau đó bạn chỉ cần bấm mũi tên này và bạn cũng chờ nhá, chờ nó chạy hết cái này. Ok ha. Ok không nào? Thì sau đó các bạn sẽ về đây, bạn xem ở trong cái download này, bạn thấy không nào? Đã có cái file .run. Ok ha.
đây là file dập, đây là bảng bảng nhảy cỡ, ok không nào? Thế thì các bạn cũng có thể gửi cho khách qua Gmail hay là Zalo gì đó tùy các bạn nhé. Đấy, ví dụ Quang Hà sẽ gửi qua Zalo cho khách hàng, được không nào? Đấy, như vậy là khách hàng đã tải cả hai cái bảng cỡ và cái dập này về, và sau đó khách hàng sẽ mở thì nó sẽ không bị lỗi các bạn nhé. Còn cách mở thì các bạn là cách mở cái file DXF thì các bạn có thể vào trong cái kênh của Quang Hà, các bạn xem Quang Hà đã chia sẻ ở cái video trước rồi nhé. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu như nó video hay thì các bạn có thể bấm like và chia sẻ video giúp Quang Hà nhé. Quang Hà chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.